giới này bị đánh phá ác liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyền sổ tay mẹ gửi cho con đã gần hết. Mẹ gửi thêm cho con ít giấy, mẹ nhé. Mẹ mới về thăm mẹ đó mà sao không thấy nhớ mẹ quá. Con của mẹ đi xa, để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con hiểu đời mẹ đã khổ nhiều, nhưng mẹ ấy cố gắng lên. Con mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con. Wow.